Xin giới thiệu 4 bài tập phục hồi suy giãn tĩnh mạch chân. Số 1, bài tập nhón gót. Bài tập giãn tĩnh mạch chân này được thực hiện nhằm mục đích tăng cường cơ ở bắp chân, ngăn ngừa phát sinh giãn tĩnh mạch ở các vị trí mới và làm giảm tình trạng giãn tĩnh mạch ở những vị trí cũ. Cách thực hiện: Đứng ở tư thế bình thường. Nhón gót, dồn trọng tâm vào các ngón chân khi đứng. Giữ nguyên tư thế trong vòng 15 nhịp đếm hạ gót chân, trở về tư thế đứng bình thường ban đầu. Thực hiện 20 lần. Nếu thường xuyên áp dụng bài tập thể dục cho người giãn tính mạch chân này, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng trong vòng vài tuần. Bài tập còn có một biến thể khác, chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh cổ chân trong quá trình tập. Trong đó, người tập sẽ đứng trên một chiếc ghế đẩu. Bài tập thứ hai, nâng chân phía ngang hông. Nâng chân phía ngang hông là bài tập giãn tĩnh mạch chân có lợi cho cả hông và đùi. Những người gặp vấn đề ở lưng cần thận trọng khi thực hiện và phải ngưng ngay lập tức nếu cảm thấy bị đau lưng. Cách thực hiện. Đầu tiên, nằm nghiêng qua bên phải, chống khuỷu tay phải lên mặt sàn để đỡ đầu, tay trái đặt xuôi theo thân mình hoặc chống bàn tay xuống sàn. Chậm rãi nâng chân trái lên cao tạo góc 45 độ, giữ nguyên tư thế và đếm đến 10. Hạ chân xuống để trở về tư thế bình thường. Lặp lại động tác này 15 lần, sau đó đổi bên và làm tương tự với chân bên kia. Bài tập chữa suy giãn tĩnh mạch chân này giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường sức mạnh đôi chân. Để đạt hiệu quả tốt nhất, Hãy thực hiện động tác một cách thật là chậm rãi. Thứ ba, xoay cổ chân cũng là một bài tập giãn tĩnh mạch chân được yêu thích. Xoay cổ chân giúp cải thiện lưu thông máu, bài tập giúp ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch xuất hiện và tiến triển. Ngoài ra, nó còn tăng cường cơ bắp và chữa đau chân. Cách thực hiện: Đầu tiên, nằm ngửa, co gối để nâng chân trái lên ngực, hai tay ôm giữ chân đang co. Xoay bàn chân trái theo chiều kim đồng hồ 5 vòng, rồi lại xoay 5 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Trở về tư thế ban đầu thực hiện tương tự với chân bên kia. Bạn hãy thực hiện ít nhất 15 lần để đạt hiệu quả, hãy tập từ từ và ngừng lại nếu thấy đau hoặc khó chịu. Nếu tư thế co chân gây khó chịu, bạn thử đơn giản hóa động tác, chỉ cần để chân thẳng và xoay bằng chân là được. Thứ tư, nâng chân vuông góc. Nâng chân vuông góc là một trong những bài tập giãn tĩnh mạch chân đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất đáng kể. Người có vấn đề về lưng cần chú ý khi tập động tác này. Cách thực hiện: Đầu tiên, nằm thẳng lưng trên một tấm thảm hoặc bề mặt mềm mại với hai chân thẳng, hai tay đặt xuôi theo chân. Dơ một chân cao lên thẳng đứng, tạo góc vuông so với mặt phẳng sàn hoặc dơ chân lên cao nhất có thể. Duy trì tư thế trong 15 giây, dùng tay đỡ hông nếu cần, hạ chân xuống để trở về tư thế cũ. Thực hiện bài tập này hàng ngày, 15 lần trở lên cho mỗi chân.